TVA56 xin mến chào quý anh chị đến với diễn đàn. Hôm nay thì TVA56 có hai cái đề tài để mà chia sẻ với quý anh chị em. Thì chương trình hôm nay có hai phần là TV muốn thông báo những cái tin đặc biệt, và thứ hai đó là TV tập trung nói về cái vấn đề Hồ Chí Minh là tôn giáo Việt Tàu. Cảm ơn quý anh chị đã thả nhiều trái tim. Trước hết thì vì muốn đưa cái tin tức về Đồng Tâm, Mỹ Đức ở Hà Nội. Thì chúng ta thấy cái chuyện Đồng Tâm mà kéo dài mấy tháng qua, đến hôm nay thì sự thật thì cũng không có giải quyết được. Thì tôi nghĩ rằng cái muốn giải quyết cái Đồng Tâm là nó phải thuộc cái cấp cao hơn. Cái cấp cao hơn cái ông mà đại tá của Nguyễn Đức Chung. Muốn nói cái cấp cao hơn đó là cái ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. TV xem là ông như là một ông vua. Thì ông vua thì lẽ dĩ nhiên ông có quyền hành nhiều hơn. Ông có thể là ông thay đổi luật pháp nữa. Cộng sản là nó vậy. Tại vì nó, cái vấn đề nó nằm ở trong cái bản hiến pháp. Cái bản hiến pháp mà quý anh chị em mà có đọc cái bản hiến pháp mà cái điều mà 53 đó, là lần trước thì TV có nói rồi, nhưng mà hôm nay nhắc nhở lại, không thể nào giải quyết được hết đó. Cái điều 53 nói rằng là đất đai nó là thuộc sở hữu của toàn dân. Mà cái điều 54 thì nó phải ngược lại. Người dân chỉ có được quyền gọi là sử dụng cái mảnh đất của mình thôi. Nói là người dân thì được quyền sở hữu, nhưng mà rốt cuộc cái điều 54 nó lại là người dân nó chỉ có quyền sử dụng cái đất của mình thôi. Thì nó ngược nhau hoàn toàn hết. Một cái bản hiến pháp mà mâu thuẫn như thế thì không bao giờ giải quyết được. Bắt buộc là phải thay đổi cái bản hiến pháp. Thành ra đó, cái người mà giải quyết đó là phải là ông vua. Ông vua Nguyễn Phú Trọng mới giải quyết thôi, chứ đại tá Đỗ Đức Chung là không bao giờ có thể giải quyết được. Và cái vụ Đồng Tâm đó thì hôm nay thì tôi biết được tin tức đó là ba gọi là cảnh sát cơ động bị dân gọi là bắt giam giữ nữa, mà bây giờ không biết tình trạng nó như thế nào nữa. Vẫn tiếp tục thôi. Rồi câu chuyện thứ hai đó là TV thấy lính bộ đội đó mà nhả đạn vào dân Quỳnh Lưu ở Nghệ An là một cái chuyện rất là tồi tệ. Gọi là tập bắn, nhưng mà tập bắn làm sao mà trúng vào người dân mà để đổ máu như vậy. Nhất là người dân Nghệ An là dân đó là người có đạo, người Công giáo. Cái đó là dễ gây ra cái tình trạng mà cố tình gọi là bức hại những người Công giáo như vậy. Và những người đó là những người nạn nhân của cái thảm họa rồi là Formosa. Thành ra không bao giờ giải quyết được. Chỉ có cách là đứng rồi là Formosa ra khỏi, đuổi rồi là dập tàu ra khỏi cái đất nước này thôi. Rồi cái điều thứ ba nữa TV chia sẻ đó là vụ mà Nguyễn Xuân Phúc qua bên Mỹ. Nguyễn Xuân Phúc qua bên Mỹ thì qua cái lời mời của ông Donald Trump
Thì TV thấy rất là khốn nạn đó. Không phải là không phải là yên đâu. Ông Donald Trump là ổng gọi là nói thật, ổng không có chấp nhận đâu. Dạ chào bạn Nguyễn Về Đâu nha. Chào chú Nguyễn Minh Nguyễn. Hiện Donald Trump thì ổng nói thiệt là kỳ này là ổng chặt dây rồi. Ổng chặt dây Việt Cộng. Thật nói thẳng luôn rồi, không cho Việt Cộng đu dây nè. Ổng kêu qua Mỹ là có chuyện đó. Ổng không thể chấp nhận được đâu. Qua những cái vụ mà giết anh Nguyễn Hữu Tấn rồi đồn công an, rồi qua cái việc mà vi phạm nhân quyền, rồi đưa lên quốc hội Mỹ, thì cái chuyện nó rất là trầm trọng. Thì khi mà ông kêu qua Mỹ là TV biết là có chuyện rồi. Bây giờ đó nước cộng Việt Cộng là coi như là khủng hoảng, không có thể nào mà Mỹ mà chấp nhận được cái tình trạng mà nhân quyền với tình trạng mà vi phạm những cái hiệp ước mà chống tra tấn như vậy, chống tra tấn mà cắt cổ người ta như vậy, thì không bao giờ mà nước Mỹ có thể chấp nhận được mà có thể là ban giao với một cái nước như vậy. Thành ra cái tình trạng nó ảnh hưởng dữ lắm. Nước Mỹ là nước mà tôn trọng nhân quyền mà thúc giục là Việt Nam là ký cái công ước rồi là chống tra tấn, mà ngày mai vẫn để xảy ra như vậy ở đồn công an mà cắt cổ người ta như vậy, làm sao mà người ta có thể chấp nhận được. Cả mọi người hết á. Dạ chào Thương Đinh nha. Thì Nguyễn Xuân Phúc qua bên Mỹ là phải nhận lãnh những cái sự thất bại thôi. Thứ nhất là đồng bào ở hải ngoại này đó đâu có gì mà phải ghê gớm lắm sao, mà hàng mấy chục năm qua rồi, 42 năm qua rồi, chưa có một người mà nào mà cầm quyền mà có thể mà ra hải ngoại này để mà mời những đồng bào, gọi là mở một cái hội trường để mời những đồng bào đến. Tôi không muốn gì, tôi là thủ tướng nè, tôi muốn hòa hợp hòa giải với đồng bào ở hải ngoại nè. Mở một hội trường ra mời đồng bào đến để mà coi cái vấn đề khó khăn của đất nước như thế nào, mà tại sao chúng tôi đi ra hải ngoại là đồng bào kéo biểu tình. Đồng bào kéo biểu tình suốt 42 năm trời như vậy mà không có một nhà cầm quyền nào để mà giải quyết vấn đề này hết. Suốt 42 năm chúng ta thấy thô bỉ không? Tại vì đồng bào mình đi ra để mà mình ngoại giao, mà đồng bào mình chống đối mình biểu tình hàng trăm người, hàng ngàn người như vậy, làm sao mà ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chịu đựng được, mình cũng không hiểu được nữa. Trước thời Nguyễn Xuân Phúc là có biết bao nhiêu chủ tịch nước rồi tổng bí thư rồi thủ tướng rồi qua bên đây, chưa bao giờ mà tiếp xúc gọi là thẳng thừng với người đồng bào mình ở hải ngoại. Họ sợ đồng bào mình giết họ sao đó, hay là họ khinh thường người họ. Cơ quan mà luật pháp mà bảo vệ những cái người mà yếu nhân như vậy, đồng bào mình đâu có phải là làm dữ lắm đâu. Đồng bào mình biểu tình với sự thật hiền lắm. Ông Phúc mà ổng đủ can đảm để mà ổng mở một hội trường đó, thì tôi nghĩ đồng bào đến chứ không phải là đâu có gì mà phải sợ hãi như vậy. Suốt 42 năm mà không dám mở một cái hội trường như vậy, thì mình cái người mà cầm quyền đó phải nhận lãnh những cái
cái hậu quả rồi. Làm sao mà đời tốt đẹp được? Đồng bào mình mà chống mình, làm sao mình gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp được? Thành ra chắc chắn cái cuộc đi của Nguyễn Xuân Phúc là thất bại thôi. Mà có thể nhiều khi ảnh hưởng đến cái bàn giao, hoặc là nước Mỹ đặt cái thằng Việt Cộng vào cái danh sách CPC là Countries of Particular Concern đó, là những cái quốc gia mà nước Mỹ quan tâm. Thì những quốc gia mà bị quan tâm như vậy đó, thì lẽ dĩ nhiên là không được nhận những cái viện trợ từ Mỹ. Rồi thêm một cái bản tin thứ tư nữa, đó là lính quân đội đánh dân ở cảng Cát Lái, quận 2. Đó, tôi thấy cái cũng có cái tin đặc biệt như vậy, ở tâm cảng đó, ở Sài Gòn đó. Đánh rất là tàn nhẫn qua những cái phim ảnh mà chúng ta thấy. Rồi ở nơi Hà Nội thì dân đẩy lùi một chiếc xe của quan chức gọi là cấp cao ở Hà Nội. Dân nó chung quanh gọi là đầu xe đó, chung quanh đầu xe rồi cái chiếc xe đi ra rồi dân chặn ngay đầu đường, rồi dân đẩy cái chiếc xe về qua khỏi cái cổng. Và cái quan chức đó đi không được. Các quan chức đó muốn đi là phải cán dân thôi. Chúng ta thấy tình hình rất là nghiêm trọng. Nên trong cái một hai ngày mà nó xảy ra biết bao nhiêu tình hình. Rồi những người Miên thì biểu tình ở tòa đại sứ Việt Cộng tại Campuchia. Quá xá trời luôn, xé luôn cả rồi là lá cờ báo, rồi đốt cờ. Rồi biểu tình rất là rầm rộ bên Miên. Trong khi đó đó, Miên đã chuẩn bị sắp sửa cái cuộc bầu cử. Mà nước Miên bây giờ nó thấy nó hơn mình xa lắm. Nước Miên bây giờ Campuchia thấy hơn mình xa lắm. Họ có cái cuộc bầu cử rồi là đạt ba đảo. Họ có vài chục đảng đó chứ không phải là ít đâu. Và nước Miên nó bây giờ rất là tiến bộ. Họ làm ra những cái xe điện nữa, xe hơi mà bằng điện. Thấy nước Miên, thấy Campuchia họ sống cái bộ vui vẻ, họ thanh bình, họ biểu tình nữa là an nhiên, tự tại. Không có cảnh sát, quân đội mà đàn áp họ. Họ văn minh hơn nước Việt Nam mình nhiều lắm. Bởi vì đó, kinh tế Miên mới là phát triển. Còn cái nước mình đó, một ngày đó mà mình thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong xã hội như vậy, thì đừng bao giờ trách dân đó. Trách là trách những cái người cầm quyền. Những người cầm quyền họ đưa ra những chính sách, những luật lệ mà nó không có thích hợp. Vừa rồi đó, có cái luật mà nó được gọi là, nó gọi là để mà đưa lên quốc hội giải quyết đó, là cái luật đó là người luật sư đó phải tố giác cái thân chủ của mình. Nếu mà mình biết được những hành động mà sai trái của thân chủ mình đó, thì mình phải tố giác cái hành động sai trái của thân chủ mình. Làm sao luật sư mà đi, mình đã nhận tiền của thân chủ mình để mình cãi cho thân chủ mình được trắng án, mà bây giờ mình lại đi tố giác cái thân chủ mình. Cái điều luật này rất là vô lý. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái phần thứ hai, là cái phần mà TV 256 có thể khẳng định với anh chị em, đó là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Thì hôm nay TV 256 đưa ra rất rất nhiều bằng chứng, có thể lên đến trên 30 bằng chứng.
để mà khẳng định rằng Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Thì cái bằng chứng thứ nhất tôi muốn đưa ra đó là chúng ta nhớ ở trong cái tuyển tập Hồ Chí Minh, thì trong tuyển tập Hồ Chí Minh nó có một cái câu nói như thế này: trong 78 đại biểu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, Hồ Chí Minh nói như vậy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, ngoài đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đó là nó nằm trong cái tuyển tập Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh nói là đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, quý anh chị em nghe rõ cái câu đó, và chứng tỏ là có hai người, Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau hoàn toàn, chứ không phải là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Thành ra nó mới bắt buộc nó mới có câu nói đó, là đó là bằng chứng là hai người khác nhau, không phải là hai người giống nhau, mà Hồ Chí Minh mới là Tàu đó. Chúng ta thấy Hồ Chí Minh đó cầm cái cây viết đó giống như cầm cái cọ sơn vậy đó. Thì theo cái cách viết của người Tàu đó thì cái chữ của Tàu nó khác như chữ Việt alphabet của mình, thì cái tay của Hồ Chí Minh đấy cầm như cọ sơn, thành ra người ta biết rằng là đó là cái đặc tính của người Tàu. Đó là điều thứ hai. Rồi khi mà Hồ Chí Minh đó làm chủ tịch nước, Hồ Chí Minh lại kêu gọi rằng là cả nước này gọi ông ta đó là Bác Hồ. Đó là điều thứ ba. Không thể nào gọi Bác Hồ được. Đó là theo cái ngữ pháp của người Việt Nam đó, phải gọi là Bác Minh. Nếu mà đúng là người Bác Minh chứ không bao giờ ai có thể gọi là Bác Hồ được. Khi mà dùng Bác Hồ thì giống như là người Tàu, theo cái văn phạm của người Tàu. Người Tàu người ta dùng cái họ trước, thành ra phải nói là Bác Minh. Chào chị Sếp nha, chào anh cả lũ đến diễn đàn. Rồi khi mà Hồ Chí Minh đã làm chủ tịch nước á, thì gần như là bất cứ là trên thế giới ai cũng có thể là họ có nhiều cái tên ở trong cái cuộc đấu tranh, đúng không? Nhưng mà khi mà họ đã làm chủ tịch nước rồi, họ phải lấy cái tên cúng con, bắt buộc như vậy. Cả thế giới này người ta hành xử như vậy. Thì Hồ Chí Minh tại sao lại không lấy là tên cúng con là Nguyễn Tất Thành, đúng không? Hoặc là Nguyễn Sinh Cung. Đâu có thể nào mà làm chủ tịch nước rồi tự nhiên rồi đổi họ, đổi tên hết thành Hồ Chí Minh như vậy. Thành ra chúng ta biết rằng là đó là cái bằng chứng đó, ông ta là một người Tàu, chứ không thể nào gọi là người Việt được. Người Việt họ không có đổi tên như vậy. Rồi Hồ Chí Minh lại kêu gọi gọi là dân chúng, gọi là kêu gọi ông ta là cha già dân tộc. Hồ Chí Minh bao nhiêu tuổi mà gọi là kêu gọi lúc đó là biết bao nhiêu người lớn tuổi hơn Hồ Chí Minh mà phải là cha già dân tộc. Thì đây cũng là cái bằng chứng Hồ Chí Minh là người Tàu. Tại vì người Tàu đó, họ muốn người dân tộc Việt Nam đó gọi dân tộc Tàu đó là cha, là coi như là có quyền hành nó hết. Cái đó chúng ta có thể khẳng định đó, ông ta là một người Tàu như mới như vậy được. Thành ra đó chúng ta không có thể nào gọi Hồ Chí Minh là cũng như là loạn luân được, không? Tại vì ông là người Tàu thì nó lại là không bị loạn luân. Thành ra cha già dân tộc, coi mọi người là con hết. Cái đó là cái mà Tàu nó chơi khăm mình thôi. Đó là điều thứ 4 đó. Điều thứ 5
là chúng ta biết rằng là tất cả những đảng viên Đảng Cộng sản đều phải tuyên thệ trước cái tấm hình của Hồ Chí Minh. Ngoài là việc là trung thành với Tổ quốc, nhưng mà trung thành với Đảng. Có khi sau này đó nó mới nói có cái vụ mà trung thành với Tổ quốc, chứ sự thật đó nó không có điều đó. Trung tuyệt đối trung thành với Đảng. Mà Đảng đó thì trước cái mặt người tuyên thệ đó là lúc nào cũng có cái hình ảnh của Hồ Chí Minh để mà họ làm cho cái người Việt Nam mình đó đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cái tên mà gián điệp Hồ Chí Minh, coi như là một cái tên gọi là phải mà yêu mến kính mến. Tàu nó đặt ra như vậy đó để cho nó hại cho cả một cái dân tộc mình thiếu cái sự hiểu biết về những cái mà sai trái của Hồ Chí Minh, về những cái tội ác của Hồ Chí Minh, nó ghê gớm như vậy. Thành ra nó có vụ mà cha già dân tộc, vậy là cha luôn cả mà cả một những cái thế hệ đi trước nữa, anh hùng đi trước nữa. Không bao giờ mà có chuyện đã xảy ra nước Việt Nam mà như vậy đó. Ngoại trừ Hồ Chí Minh là người Tàu, thì người Tàu họ nghĩ là họ là cha của Việt Nam mình, thì cái đó là không sao hết. Mà hoàn toàn không có để lại loạn luôn gì hết. Rồi bây giờ điều thứ bảy, sự thật đó thì TV thì có sao thì nói gì, thành ra không có chuẩn bị cái bài trước để mà nó theo thứ tự không? Có sao nhớ đâu thì nói như vậy thôi. Thì Hồ Chí Minh là cái người đã bị bệnh lao rồi, là qua rồi là 4 năm tài liệu nói về bệnh lao. Rốt cuộc mà thời đó thì chưa có thuốc cho streptomycin để mà trị cái bệnh lao, thì Hồ Chí Minh đã thực sự là đã chết ở trong nhà tù của Hồng Kông rồi vào năm 1933. Thì cái đó thì TV đọc qua cái sách của ông Hoàng Văn Chí đó. Hoàng Văn Chí cũng là người tham gia Cộng sản. Thì ông ta nói rằng là trong cái báo của Daily Worker ở bên Anh đó, thì có tin là Nguyễn Ái Quốc đã bị chết ở nhà tù Hồng Kông năm 1933 ha. Thì đó, thời đó thì chưa có thuốc, thì lẽ dĩ nhiên là ông Nguyễn Ái Quốc không thể nào mà sống được. Thì lúc đó là lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Rồi nãy giờ nói tới chắc cái điều thứ sáu ha. Điều thứ sáu đó là Hồ Chí Minh chỉ thị cho Phạm Văn Đồng để mà ký cái công hàm bán nước, cái công hàm công nhận cái Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam. Thì đại khái cái công hàm đó nó gọi là 12 hải lý đó, chúng ta biết qua cái đó. Nhưng mà trong cái dân thư thì hoàn toàn không có Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà có cái bản đồ để mà công nhận 12 hải lý của Tàu, đó là trong cái bản đồ đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Thành ra người ta gọi rằng là Hồ Chí Minh gọi là bán nước, gọi là dân cái lãnh thổ gọi là Hoàng Sa Trường Sa cho giặc Tàu. Thì ổng là giặc Tàu mà, ổng là giặc Tàu thì tự nhiên là ổng ổng muốn dâng hiến cái đất đai của người Việt Nam mình cho Tàu thôi. Rồi bây giờ điều thứ 8 thì phải. Điều thứ 8 đó chúng ta thấy đó là từ lúc mà Hồ Chí Minh sang Pháp đó, Hồ Chí Minh có thắt cái cà vạt. Có những hình ảnh cũ mà chúng ta vào trong Wikipedia đó, thì chúng ta thấy Hồ Chí Minh thắt cà vạt. Mà sau khi đó Hồ Chí Minh từ mà xuất hiện từ hang Bác Bó cho tới khi mà ổng chết đó, chưa bao giờ chúng ta thấy có một Hồ Chí Minh thắt cái cà vạt. Thì đó cũng chứng tỏ là hai người khác nhau.
Nguyễn Ái Quốc thì hồi xưa thì có thắt cà vạt, nhưng mà sau này thay thế thành một người tên Hồ Chí Minh rồi đó thì đâu có thắt cà vạt được. Tại vì Hồ Chí Minh người Tàu, họ quen với cái phong cách của người Tàu. Người Tàu thì họ không có thắt cà vạt, và họ bằng bằng cái đồ mà bốn túi đó, bằng cái đồ bốn túi. Thì chúng ta biết đó là cũng khẳng định Hồ Chí Minh là một người Tàu, đúng không? Rồi trước khi chết đó, Hồ Chí Minh lại nghe để là bản giặc Tàu nữa. Thì những cái tin tức đó thì người ta thấy và báo chí nói cái vấn đề đó. Thì chỉ có người Tàu thì mới nghe, thích nghe bản nhạc Tàu thôi chứ đâu có. Rồi thêm mà điều thứ 8 nữa là cô chị mà của chị của Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Thanh đó, cũng đến rồi là xin gặp Hồ Chí Minh đó thì không được. Rồi rốt cuộc rồi Nguyễn Thị Thanh là bị giết rồi là bí mật ở một cái khách sạn nào đó. Thì đó là cái tin mà mình biết được như vậy thôi. Cái tin này quả thật là nó thật là nó hơi khó kiểm chứng, tại vì qua cái ông mà đại tá Bùi Tiến đó, thì ông nói rằng là bà Nguyễn Thị Thanh lại có được phép tiếp xúc với Hồ Chí Minh. Thì qua ông Bùi Tiến ông kể, thì cái đó là TV nghe qua ông Bùi Tiến thôi. Ông kể rằng là có gọi là đúng là Hồ Chí Minh rồi, đúng là em của mình, nhận là Hồ Chí Minh là em của mình. Tại vì cái tay đó, cái tay bên trái bên phải gì đó mà có cái vết thẹo, đúng là thằng con rồi, cái tên mà ngắn của Hồ Chí Minh đó. Nguyễn Sinh Cung đó, sao gọi là Nguyễn Sinh Quang đó. Thì theo TV thấy thì ông Bùi Tính đó, ông nói cái câu chuyện đó thì TV thấy nó gần như nó không có sự thật. Tại vì đó, dù là mấy chục năm đi, mà thí dụ mình chị em mà gặp lại đó, thì mình dòm nhau là mình em mình nhận biết liền, chứ không phải là dạch lỗ tai để mà coi mày có cái thẹo đó hay không. Thì mình không tin như vậy, tại vì nghĩ là mày chắc không phải là Hồ Chí Minh, thành ra tao mới dạch tay mày ra coi tôi có thẹo không con. Thì mình không nghĩ như vậy đó. Ngay cả bạn bè của TV mà suốt mấy chục năm rồi ở trong cái quán cà phê mà tối để coi suốt cũng khoảng rồi là 25-30 năm mới gặp nhau chứ, mà quán cà phê tối mà hai anh em vẫn nhận nhau được. Mình không phải là ruột thịt với nhau mình còn nhận nhau được nữa, nói gì mà chị em với nhau mà phải giặt dưới lỗ tai ra coi mày có cái thẹo đó không, mày đúng là em của tao. Thì thành ra người chị đó mà vẫn còn nghi ngờ đó là mình biết rồi đó, là không phải Hồ Chí Minh. Những câu chuyện đó nữa, khi mà Bùi Tính ông nói điều đó mình thấy nó phản ngược lại cái sự suy nghĩ của Bùi Tính. Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc. Thứ nhất là chúng ta nhớ đến cái vụ cải cách ruộng đất không? Cái cải cách ruộng đất thì qua cái ông Chu Văn Lai mới vâng lệnh của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông thì ra lệnh là phải tiêu diệt gọi là 5% dân số. 5% dân số là thời lúc đó là phải là 500.000 người chết qua cái vụ cải cách ruộng đất. Thì Chu Văn Lai qua bên Việt Nam thì bắt buộc là Hồ Chí Minh phải thực hiện cải cách ruộng đất.
cái đó là cái dã man nhất, cái đó là cái sự áp đặt. Thành ra đó Hồ Chí Minh bắt buộc phải thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất. Thì bây giờ đó Hồ Chí Minh phải làm như thế nào đây? Bây giờ đem ai ra xử đầu tiên đây, trong cái cuộc cải cách ruộng đất? Thì Hồ Chí Minh đó, bắt buộc là phải đem bà Nguyễn Thị Năm. Mà bà Nguyễn Thị Năm là bà đã từng cung cấp gọi là hàng trăm lượng vàng cho Hồ Chí Minh để mà làm cái cuộc công cuộc gọi là lúc đó là kháng chiến chống Pháp, gọi là Việt Minh đó, thời đại mà Việt Minh đó. Thì Hồ Chí Minh lại đem cái người đầu tiên ra xử bắn là bà Nguyễn Thị Năm, bà Cát Hành Lâm. Trong cái lịch sử có nói, qua những tờ báo mà nhân dân thời đó mình cũng biết được nữa. Hồ Chí Minh dùng cái bút hiệu là CB, là của Pháp, để mà của bác, và viết cái bài gọi là Địa Chủ Ác Ghê. Quý anh chị em phải tin tưởng vào những cái tài liệu lịch sử đó, nó nằm ở trong gọi là Google hết. Quý anh chị em chỉ đánh chữ Địa Chủ Ác Ghê là quý anh đọc những cái bài viết đó của Hồ Chí Minh. Và bài viết đó vỏn vẹn có 200 giấy thôi, mà Hồ Chí Minh quy tội bà Nguyễn Thị Năm đó là giết 262 người khoảng đó, em nhớ không lầm là vậy. Thì trong đó đó, chúng ta không có, Hồ Chí Minh viết một cái bài đó, mình thấy Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Người Việt Nam không có mà viết mà tồi tệ như vậy, viết mà toàn là chụp mũ vu khống không, mà không có một cái bằng chứng nào hết. Hoàn toàn nữa là giết gọi là mấy trăm người mà không có bằng chứng gì hết. Mà một cái người Việt Nam không có thể nào mà nếu mà có cái trình độ mà trung học giống như là Nguyễn Ái Quốc thì không thể nào mà viết một cái bài nó dở như vậy mà lại được đăng trên trang nhất của cái tờ Nhân Dân, đăng trên trang nhất như vậy. Bài Địa Chủ Ác Ghê, quý chị em lục lại trong Google thôi, đánh chữ địa chủ ác ghê đó thì đọc được cái bài viết đó của Hồ Chí Minh nằm ở trên báo. Đó là cũng là một bằng chứng chúng ta khẳng định là Hồ Chí Minh là người Tàu. Ngay cái cuộc mà trước khi mà đem bà Nguyễn Thị Năm ra xử bắn thì làm một cái cuộc đấu tố gọi là bà này là một người địa chủ. Thì qua cái cuốn sách mà Đèn Cù của Trần Dĩnh, thì ông Trần Dĩnh ông kể lại đó là ông là thư ký riêng của Hồ Chí Minh. Thành ra Hồ Chí Minh đi đâu là phải có Trần Dĩnh đi theo đó. Lúc đó ông còn trẻ lắm. Thì ông viết lại cái câu chuyện đó là Hồ Chí Minh phải đeo mắt kính râm ha, rồi bịt râu lại để mà tham dự cái cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm. Thì ông là người phát động ra cái cuộc cải cách ruộng đất, một cái phong trào nữa là giết người như vậy, mà giết tới 5% dân số như vậy. Mà rốt cuộc sau cái cuộc cải cách ruộng đất đó, hàng ngàn người bị oan. Rồi ngay cả những người mà tố địa chủ rồi họ tố lẫn nhau nữa, cán bộ họ tố lẫn nhau nữa. Thành ra Hồ Chí Minh không giải quyết được, tại vì họ chỉ lấy lời tố để mà làm chứng thôi, chứ ngoài ra chỉ là có lời nói thôi là làm chứng thôi. Thành ra họ cứ giết và giết, giết giết nữa, bàn tay không ngứt nghỉ, cho ruộng đồng thuế má gì đó, rồi giết giết nữa, bàn tay không ngứt nghỉ, cho ruộng đồng tình hiểm của anh đảng bền lâu gặp bước chung làm nhỏ, thờ Mao chủ tịch, thờ Xi Stalin bất diệt. Đó, chúng ta thấy Hồ Chí Minh là người Tàu không?
người chỉ có người Tàu mới kêu gọi là Tố Hữu để mà viết những cái vần thơ như vậy. Thờ Mao Chủ tịch, thờ người Tàu rồi, đâu có thờ anh hùng dân tộc của Việt Nam mình đâu. Thơ những anh hùng dân tộc mình biết bao nhiêu không? Nổi một cái đồng tiền đây chúng ta thấy đó, qua 3-4 lần đổi tiền đó, cũng là một cái đồng tiền Hồ Chí Minh thôi, đâu có tiền mà của Lê Lợi, Lê Lai hay là Quang Trung hay là Hai Bà Trưng của mình đâu, hoàn toàn không có. Thế cái mục đích là để mà dâng cái hiến cái đất nước này cho Tàu. Thế, và chúng ta thấy tất cả những cái hành động của Hồ Chí Minh trong quá khứ bây giờ đó, nó dẫn đến một cái tệ hại ngay bây giờ, là nước Tàu nó chuẩn bị nó thôn tính cái đất nước Việt Nam của mình. Nước Tàu nó chuẩn bị nó thôn tính là tất cả những cái con đường của Hồ Chí Minh đi trước, là vạch ra tất cả những điều đó, bởi vì nó là một cái gián điệp Tàu mà. Nó sát hại là 172.000, đó là theo cái tài liệu của kinh tế của Cộng sản đó nghe, 172.008 người. Nhưng mà theo sự thật mà TV Mỹ là 5% dân số là phải 500.000 người chết, 500.000 người chết trong nhiều cải cách ruộng đất, chứ không phải là chỉ một con số nhỏ là 172.000 người đâu. Tại vì cái thời mà cải cách ruộng đất nó rất là kinh hoàng, chứ sau cái hiệp định Genoa đó là hàng trăm ngàn người, hàng triệu người, trên 1 triệu người di cư vào miền Nam sống. Họ sợ chết dưới cái bàn tay của Hồ Chí Minh, họ phải chạy trốn Cộng sản, và họ phải vượt tuyến nữa, vượt qua cái dòng sông Bến Hải để mà về miền Nam, để mà dù sao cũng là cái đất nước của mình, chứ họ ở đó thì họ chết với Cộng sản. Thấy không? Họ cái thời đó nó kinh hoàng ghê lắm. Quý anh chị em nhớ là lúc đó TV ở trong mà Pathos á, thì TV chứng kiến được một cái anh mà cũng lớn tuổi, anh nói đó, cái thời đó đó mà chỉ cần đeo mắt kính cận đó là họ bắt bỏ tù rồi, đeo mắt kính cận thôi. Tại vì đó cái chủ trương của Hồ Chí Minh nó tàn nhẫn với dân tộc mình ghê lắm, nó rất là tàn nhẫn. Nó nói là trí phú địa hào, đào tận gốc, cắt tận rễ. Trí là những người trí thức, có thể là họ học giỏi rồi, họ đọc sách nhiều rồi, họ phải mang cái mắt kiến, mà mang mắt kiến là phải bị tội rồi đó. Cái thời đó nó kinh hoàng như vậy đó, thành ra đó nó có mắt kiến, bây giờ có cận đi nữa cũng không dám rồi là dùng cái mắt kiến để mà đọc chữ nữa. Nó ác như vậy đó. Cái thời đó cải cách ruộng đất nó kinh hoàng luôn. Mới hôm qua cách đây 3-4 ngày TV nghe cái anh mà Quỳnh Quốc Huy đó, TV thấy nó còn kinh hoàng luôn nữa đó. Chào Văn Cương nha, chào chị Thương Linh. Nó kinh hoàng hơn nữa là cái câu chuyện mà anh Quỳnh Quốc Huy anh kể đó, TV còn không biết nữa. TV nói đó, mấy các cán bộ mà Cộng sản đó, cán bộ Việt, gọi là thời đó là Việt Minh đó, cán bộ và Cộng sản đến nhà dân đưa ra hai cái bản, một là ủng hộ Việt Minh, ghi là ủng hộ Việt Minh rồi đưa tiền bạc hay gì đó, còn một hai đó là cái bản án gọi là phản động. Cái bản án gọi là phản động, hai cái rồi làm sao người dân chọn cái nào? Chẳng lẽ người dân không ủng hộ là chọn phản động sao? Nó đi thẳng ra như vậy đó, thành ra người dân bắt buộc phải ủng hộ Việt Minh thôi, không ủng hộ Việt Minh là phản động, là phải giết. Ghê gớm như vậy, nó là áp buộc con người, sự suy nghĩ của con người như vậy, phải gọi là tuân lệnh theo gọi là Việt Minh, tuân lệnh theo những người cộng sản như vậy đó.
lần đầu tiên mà tôi nghe nó cũng giật mình luôn á. Thì cái câu nói đó, cái câu chuyện đó kể lại là của anh Quỳnh, tự nhiên cái quên tên anh Quỳnh gì đó ta, quý anh chị em nhắc dùm cho Viên chút xíu nha. Anh mới nói đây tự nhiên quên rồi. Anh Quỳnh gì Tuấn ta. Thấy không, bây giờ trí nhớ mình lại bắt đầu kém. Quỳnh Quốc Huy, đúng rồi, Quỳnh Quốc Huy. Tại vì nó lộn với anh Trương Quốc Huy nữa. Nhớ là hồi mà TV nhớ lại, TV có email với ông mà ở bên Tòa Đại sứ Việt Nam đó, để mà can thiệp cho cô Lisa Phạm với anh Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy với Trương Quốc Tuấn, hai anh em. Rồi Trương Quốc Nghĩa hả? Trương Quốc Nghĩa thì gửi thư qua cầu cứu cho Mỹ Liên Nguyễn. Thì đó là TV mới liên lạc với Tòa Đại sứ. Rồi sự thật không phải là muốn kể, nhưng mà bây giờ nó lan man ra chút xíu. Thì TV mới email cho cái ông Tòa Đại sứ ở Hà Nội đó. Thì TV nói người ta chơi to thóp mà người ta có cái quyền gọi là ngôn luận, mà tự do ngôn luận, anh tội gì mà anh bắt người ta. Anh bắt người ta rồi bỏ tù, rồi là chống phá, rồi là điều bản chính đó là lật đổ nhà nước. Người ta đâu có súng ngắn gì đâu mà nói là lật đổ nhà nước. Thì TV mới kể cho ông Tòa Đại sứ nghe. Vậy là trước khi mà TV đưa ra tất cả những cái bằng chứng, rồi những cái tên tuổi của cô Lisa Phạm, rồi TV nhờ cái người chị của Lisa Phạm là Diane Phạm mới gửi những cái thư cho, cũng cầu cứu với Mỹ Liên Nguyễn. Thì cung cấp là hình ảnh tên tuổi hết đó, những hình ảnh của Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn, Trương Quốc Nghĩa rồi đó, có đầy đủ hết. Rồi TV mới đưa qua bên ông Tòa Đại sứ. Rồi ông Tòa Đại sứ nói là ông không giải quyết được. Ông nói cái chuyện này là nó xâm phạm vào nội bộ của người Việt Nam. Xâm phạm vào nội bộ người Việt Nam là tôi là đại sứ đó đó. Thứ nhất là cái cô mà Lisa Phạm lại là không phải là quốc tịch Mỹ nữa, chỉ có là thẻ xanh thôi. Thì làm sao mà tôi có thể mà cứu những người đó ra được, ít ra cổ là quốc tịch á, thì nó liên quan đến người Mỹ á, thì tôi mới có thể cứu cổ được. Thì TV mới nói rằng là ông là người Mỹ á. Nói thật, khi mà TV 256 mà vào cái quốc tịch Mỹ á, thì TV tại vì thích cái bản hiến pháp của nước Mỹ, nó có cái điều mà tôi chính đáng thứ nhất á. Tôi chỉ nói thứ nhất là quyền tự do ngôn luận. Và TV biết rằng là đặc tính của người Mỹ đó, dân tộc tính của người Mỹ là thấy việc đúng là làm. Thấy việc đúng là làm. Chứ cái đó là đặc tính của người Mỹ. Thành ra TV nghĩ rằng ông không bao giờ quên được cái đặc tính của người Mỹ là thấy việc đúng là làm. Thì khi mà ông nói thì TV lý luận với ông chuyện nội bộ không xâm phạm, nhưng mà ông thấy việc đúng là ông phải làm. Ông là người Mỹ, và tôi chúng ta đây là người Việt Nam trở thành một công dân Mỹ, tôi cũng phải theo cái phong tục của người Mỹ là thấy việc đúng là phải làm. Đó là cái câu thơ mà TV nhấn mạnh như vậy đó. Thì rõ ràng là ông chịu không nổi. Thì từ lúc đó là ông lo cho Lisa Nguyễn rồi ra khỏi tù, rồi trở về bên nước Mỹ.
Nhưng mà sự thật không phải là, tôi nhớ rằng là cá nhân mình làm, nhưng mà tất cả những cái đó là mình cũng là một phần ở trong cái cộng đồng. Cộng đồng lúc đó cũng đấu tranh, gọi là biết bao nhiêu người đấu tranh, chứ không phải là cá nhân của TV256. Nhưng mà cá nhân TV256 thì chỉ liên lạc với ông đại sứ như vậy thôi. Chứ sự thật thì cộng đồng cũng gửi thư kháng nghị tùm lum hết rồi. Nếu mà người ta đi nói chuyện trong bao thốt, mà làm gì mà bắt người ta, mà bắt về cái tội mà lật đổ nhà nước nữa. Đó, đó là nghe cái câu chuyện nó như vậy ha. Tự nhiên là hoàn toàn TV gọi là không nhớ tên của ông mà Trương Quốc Huy đâu, Quỳnh Quốc Huy đâu, hoàn toàn không nhớ. Mà suy nghĩ biết bao lâu mà cũng không nhớ, lạ lùng như vậy. Làm như cái trí óc mình bây giờ nó bị hạn hẹp lắm. Càng ngày thì càng quên. Thành ra đó, nhớ cái vụ Hồ Chí Minh này TV phải nói cho một lần cho quý anh chị em hiểu, và sẽ bớt nói đi cái vấn đề này. Tại vì nó quá nhiều bằng chứng, mà hôm nay TV muốn đem hết tất cả những bằng chứng như vậy. Theo cái tài liệu của tạp chí Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, thì vào ngày 26 tây tháng 12 năm 1956 thì Hồ Chí Minh có viết một cái bài. Cái này đó là TV kể theo tài liệu của anh Võ Đại Tôn nha. Có thể anh hoặc là chú Võ Đại Tôn, có thể là lớn tuổi. Thì chú Võ Đại Tôn nói theo cái tài liệu đó là ngày 26 tới tháng 12 năm 1956, cái bài viết đó trong gọi là tạp chí, rồi là Cách mạng Đồng Minh Hội, Hồ Chí Minh nói một cái câu đó: chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt. Ghê gớm không? Chủ nghĩa mà yêu nước đó là cần phải bị tiêu diệt. Thành ra đó, điều này chứng tỏ là Hồ Chí Minh là một người tạo, đúng không? Muốn tiêu diệt hết cái thành phần mà yêu nước, vậy là chỉ có yêu cộng sản thôi. Thành ra sau này đó, sau năm 1975 chúng ta thấy nó có cái câu khẩu hiệu là yêu xã hội chủ nghĩa tức là yêu nước. Yêu xã hội chủ nghĩa tức là yêu nước. Nó không có còn những người mà yêu nước thật sự là chết hết, bị nó tiêu diệt hết, hoặc là phải vượt biên vượt biển. Nó kinh hoàng không? Thành ra nó tạo cho mình một cái xã hội Việt Nam hiện tại. Chúng ta thấy tất cả là do những ảnh hưởng của tên gián điệp Hồ Chí Minh. Nó tạo cho hàng triệu người của Việt Nam bây giờ đó, họ không còn yêu nước đó. Dù chúng ta đấu tranh cách mấy cũng chẳng thấy mấy ai gọi là tham dự để mà chống tàu. Nó đào tạo cho cái con người Việt Nam không còn biết yêu nước nữa. Tất cả là yêu đảng, yêu xã hội chủ nghĩa thôi. Tất cả là có đảng lo hết. Thấy không? Nó ghê gớm như vậy không? Nó đầu độc cả rồi là bao nhiêu triệu người như vậy. Chủ nghĩa đây là ái quốc cần bị tiêu diệt. Hồ Chí Minh nói điều đó. Đó, quý anh chị em nào mà có gặp mà chú Võ Đại Tôn thì nói cái điều đó. Rồi bây giờ kể qua vấn đề Mậu Thân đi. Mậu Thân đó thì giữa hai phe thì có vấn đề mà ngưng bắn gọi là vào 3 ngày Tết, gọi là hiệp định ngưng bắn đó. Hồ Chí Minh đã đi ngược lại phong tục tập quán của người Việt Nam của mình. Tại vì ba ngày Tết là ba ngày thiêng liêng nhất,
thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam mình, mà Hồ Chí Minh lại gọi là xuất quân, gọi là đánh chiếm miền Nam, đúng không? Đúng ngay là mùng 1 Tết là đã nổ súng rồi. Mùng 1 rồi kéo mùng 2, mùng 3 rồi chiếm Huế rồi đánh khắp nơi, gây một cái tang thương cho cả một cái dân tộc. Thành ra điều này cũng chứng tỏ là Hồ Chí Minh là một người Tàu nữa. Cuộc chôn sống gọi là 6.000 người dân ở Huế, quý anh chị em nên nhớ gì đó. Chôn sống 6.000 người dân mà trong đó có phụ nữ, có trẻ em luôn. Rồi trói cái những cái bàn tay như vậy và những cái... Nó là chính sách, nó là chủ trương. Cái đó TV mới nói chính sách chủ trương là khi là chúng ta thấy là hàng loạt người, 22 hố hầm đã được khai quật lên ở tại Huế. Nếu mà một hố một hầm đó thì mình nghĩ rằng là có cái ông mà tiểu đoàn trưởng này đó, ổng giận quá rồi ổng chôn sống hết một số người, cái đó mình không nói. Còn cái này là chủ trương chính sách, nó tới 22 cái hố như vậy, 22 hố chôn người như vậy mà người ta đã khai quật lên được, thì nói là đây là chính sách của Hồ Chí Minh. Người đã ra lệnh gọi là tổng tấn công miền Nam thì người đã ra lệnh gọi là giết sạch hết tất cả những đồng bào của mình mà không có gớm tay. Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đâu, khẳng định như vậy nó mới làm những cái câu chuyện mà ác đức như vậy, thất nhân như vậy đó. Sự thật là như vậy đó. Chúng ta nhớ đó, đất nước ta có cái Hiệp định Genève. Hiệp định Genève là hiệp định ngưng bắn vào năm 1954, phải không? Sau khi mà đuổi Pháp ra khỏi đất nước, chiến thắng Điện Biên Phủ, thì chiến thắng Điện Biên Phủ thì chúng ta phải tìm cách đuổi Pháp ra khỏi đất nước. Chứ tại sao chúng ta phải chia đất nước ra làm hai? Chia ra làm hai là cái ý của thằng Tàu. Chứ người Việt Nam mình, chúng ta đánh Pháp rồi, không có một người Việt Nam nào muốn chia cái đất nước mình làm hai, ngoại trừ cái mưu mô của thằng Tàu. Mưu mô của người Mao Trạch Đông đó, muốn chia đất nước mình làm hai để mà mình đánh nhau, để mình yếu đi. Một khi mình yếu đi đó thì lẽ dĩ nhiên là thằng Tàu nó sẽ thôn tính mình dễ dàng thôi. Đó, đất nước mình chia làm hai thì nó thôn tính mình rất là dễ dàng. Đúng không? Hai phe mà đánh nhau như vậy, thành ra đó, ở lúc đó nó gọi là quốc gia Việt Nam. Quốc gia Việt Nam thì do ông thủ tướng Diệm, thì lúc đó thì mới cử ông bác sĩ gọi là Trần Văn Đỗ tham dự vào cái Hiệp định Genève. Còn ở bên ngoài Bắc đó thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì mới cử ông Phạm Văn Đồng để tham dự vào Hiệp định Genève. Mà khi mà đọc những cái bản Hiệp định Genève như vậy đó thì ông Trần Văn Đỗ ông không ký, ông không thể nào mà ông ký chia hai đất nước. Ông ôm mặt ông khóc thôi. Khi phái đoàn của ông không cứ ký rồi ông đi về nước rồi nói với Tổng thống Diệm, lúc đó là Thủ tướng Diệm, rồi Thủ tướng Diệm là treo cờ rủ, rồi là cờ vàng đá sọc đỏ, treo cờ rủ 3 ngày để mà lên án cái bản hiệp định mà gọi là hiệp định bán nước đó. Thành ra ở trong miền Nam nó có gọi là ngày quốc hận, cũng là ngày quốc hận đó, đúng là ngày quốc hận đó, ngày 20 tháng 7 năm 1954, cái hiệp định bán nước vậy đó. Thì cái điều đó TV cũng chứng tỏ với anh chị em đó là Hồ Chí Minh là người Tàu. Rồi bây giờ chúng ta nhớ đến cái thời mà Hồ Chí Minh, là hồi nãy chúng ta đã nói rằng là chết vào năm 1933 tại tuần Hồng Kông. Rồi bây giờ TV đặt câu hỏi đó rằng là tại sao cho đến
năm 1941, cách 8 năm Hồ Chí Minh ở đâu? Không, không có ai trả lời được Hồ Chí Minh ở đâu, mà Hồ Chí Minh đã hành xử gì, đã làm gì, làm gì sống và làm chính trị như thế nào, không ai biết hết. Tự nhiên có xuất hiện Hồ Chí Minh ở hang Bắc Bó. Hang Bắc Bó là Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi, Hồ Chí Minh mới xuất hiện ở hang Bắc Bó là lấy tên là Hồ Chí Minh thôi, đúng không? Thành ra đó, khi mà Hồ Chí Minh xuất hiện ở hang Bắc Bó rồi đó, là đó là người Tàu. Người Tàu thì họ có súng ống, họ có vũ khí, họ có lương thực, họ có đủ thứ hết á. Thành ra họ thành lập chính phủ, chính phủ liên hiệp, cái chính phủ mà lâm thời, thành lập chính phủ lâm thời ở cây đa tân trào, thấy không? Vào năm 1944 rồi họ mới có thành lập quân đội đủ thứ rồi, có tiền bạc rồi, họ mới mới cái thực hiện gọi là cách mạng mùa thu, là cướp chính quyền đó, cướp chính quyền năm 1945 đó. Rồi nói rằng là Việt Nam gọi là giành được độc lập, giành được độc lập rồi đưa cái lá cờ đỏ sao vàng lên, là cái lá cờ đỏ sao vàng đó là lại là của gọi là tỉnh Phúc Kiến. Thành ra người Tàu đó họ đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, đúng không? Hồ Chí Minh lên là phải sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng, là cái lá cờ của Tàu, mà chúng ta biết rất rõ VTV1 đã từng chiếu cuốn phim là Trường Chinh mà, đúng không? Dạ chào chú Nguyên, chào Minh Minh. Cái cuốn Trường Chinh đó, Trường Chinh là cái tác giả là Kim Thao và Đoàn Đức Cường á, Đoàn Đức Cường là tài trợ tử rồi đóng cái vai là Mao Trạch Đông. VTV1 là của Hà Nội chiếu đó, không là trong cái bộ phim đó chúng ta thấy cái cờ đỏ sao vàng đã có rồi, xuất hiện rồi, cờ đỏ sao vàng nữa là nó đầy ở trong cuộc phim đó, đó. Mà bây giờ nếu mà chúng ta lên đó mà vô YouTube là thấy đầy hết rồi. Cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến nó có từ năm 1933 rồi, thì Hồ Chí Minh dùng năm 45 thì đâu có gì lạ đâu. Thì Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cái con đường để mà để Việt Nam thành một cái tỉnh của Tàu rồi, cái con đường lễ thuật mà đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là rõ. Thì người ta đồn là với cái vấn đề mà hội nghị thành đô thì dân cái đất nước này cho Tàu vào năm 1920 nữa, ý 2020 nữa, và đồng bào mình nữa là đấu tranh giống gần như là vô vọng thôi. Tại vì họ đào tạo những cái con người không có biết yêu nước là gì hết. Chúng ta thấy không, cái đất nước mình nó khổ sở như vậy, đồng bào mình khổ sở như vậy, một ngày biết bao nhiêu là cái tình trạng nó xảy ra cho toàn đất nước mình như vậy. Mà hàng trăm hàng ngàn ca sĩ nổi tiếng đó, cũng nó gọi là vô tư, vô tư. Họ chẳng có họ chẳng cần biết gì cả. Họ chẳng cần biết rằng là đa số người dân là nghèo, đa số là người dân là nghèo, tại vì người ta tính rất dễ về cái chỉ số là GDP, là cái chỉ số mà lợi tức của mỗi đầu dân. Lợi tức mỗi đầu dân người ta, nước mình có $1,900 $1,900 có gần $2,000, mà cái cách biệt giữa giàu và nó nghèo nó xa ghê lắm. Thành ra đó, người dân mình đó, nói thiệt chưa chắc đã làm tới $1,000 một năm rồi. Thì nó quá nghèo đi, nó quá nghèo đi. Người ta nghèo quá, người ta đâu có tiền mà người ta đi mà coi một ca sĩ ca hát đó, đại nhạc hội nữa. Tất cả những ca sĩ đại nhạc hội đều là phục vụ cho đảng thôi, chứ không phải phục vụ cho quần chúng. Phục vụ cho quần chúng là phải đi đến Formosa ca hát cho đồng bào mình nghe, phục vụ
quần chúng là phải đi tham gia biểu tình cùng với đồng bào mình mới phục vụ cho quần chúng, chúng mình phục vụ cho đảng đó. Chúng mình muốn phục vụ quần chúng phải giống như cô Kim Chi á, mình cũng có nghệ sĩ Kim Chi á, mà nghệ sĩ Kim Chi họ ý thức được, hoặc là mình có đợi nghệ sĩ mà Việt Khang đó viết biết bao nhiêu bài, hai bài để mà anh là Việt Nam tôi đâu và anh là ai đó. Rồi một cái nghệ sĩ mà đặt ra cái bài ca mà hãy gấp trang báo đó, hãy tắt tivi đó, đó nhạc sĩ Tuấn Khanh đó, đó đó đúng mới là đúng là những người nghệ sĩ của nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân là mình phải phục vụ cái mình nhân dân muốn, chứ mình phục vụ cho một cái thiểu số nào đó, đó mà giàu có đó để mà có tiền để mua vé để mà cho để mà coi mình trình diễn đó, thì nói thật mình là nghệ sĩ đó là nghệ sĩ đảng rồi, không phải nghệ sĩ nhân dân, không phải hoàn toàn phải nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân phải phục vụ cho nguyện vọng của người dân đó. Nó ghê gớm như vậy đó. Cái cờ đỏ sao vàng là cái điều đó cũng chứng minh rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu, mới đem cái cờ đỏ sao vàng ra để mà cho nước ta, để mà biến cái nước ta trở thành một tỉnh của Tàu. Rồi sau cái vụ mà 1945 một cướp chính quyền đó, 1946 Hồ Chí Minh phản quốc như thế nào? Năm 1946 là ký hiệp định gọi là sơ bộ, gọi là ngừng bắn với Pháp. Hiệp định sơ bộ là ngày 6 tháng 3 1946 đó. Hiệp định sơ bộ đó để mà Hồ Chí Minh gọi là bắt tay với Pháp để mà tiêu diệt tất cả những cái thành phần đấu tranh cũng như Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi Đại Việt, tiêu diệt toàn bộ hết. Thành ra tất cả những người yêu nước chống Pháp Hồ Chí Minh tiêu diệt hết, đưa qua bên cái ông mà đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi lúc đó là hành xử cái quyền tiêu diệt tất cả những cái tổ chức đấu tranh, những tổ chức mà kháng Pháp. Sự thật như vậy. Còn chiến trận mà chiến là Điện Biên Phủ đó, sau này mà có hụt hạp với Tàu đó, thì Tàu nó công bố ra là trận chiến Điện Biên Phủ đó là trận chiến đó là của người Tàu đó. Thời mà sau này mà hụt hạp cái vụ mà năm 1979 mà Tàu nó đem quân qua nó đánh đó, mà bây giờ kể ra cái vụ đó nó còn ghê nữa nè. Khi mà Tàu đem quân lên nó đánh đó thì mới đây bà đài BBC phỏng vấn những người anh lính Tàu đó mà thời xưa mấy chục năm trước đó, thì ảnh nói là ảnh qua bên đây, qua bên Việt Nam đó để mà ảnh tìm gặp Hồ Chí Minh, tại vì nghĩ rằng là Hồ Chí Minh vẫn còn sống. Vô không? Là họ tưởng đây là Hồ Chí Minh vẫn còn sống đó, tại vì nó là người Tàu mà. Hồ Chí Minh là người Tàu. Đại biểu sẽ phỏng vấn những cái anh cựu chiến binh của Tàu đó, họ thực lại như vậy. Họ qua nước mình để họ cứu Hồ Chí Minh, mà họ hoàn toàn không biết là Hồ Chí Minh đã chết rồi. Nó có liên quan như vậy ghê. Cái lịch sử đó bây giờ nó truy ra đủ thứ chuyện như vậy. Thành ra năm 1954 mà thắng Điện Biên Phủ đó, thì Tàu đã nói rằng là Hồ Chí Minh đã nói rằng là đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng có công cáo gì hết đó, tất cả là do ba cái vị tướng của Tàu để mà điều khiển cái trận đánh ở Điện Biên Phủ. Tại vì người Tàu nó có vũ khí, nó có tiền bạc, nó cũng có muốn những cái người công nhân Việt Nam để mà làm cho họ, những người lính của Việt Nam nữa làm cho họ, lúc đó là Việt, gọi là Việt Minh đó. Thì ba cái vị tướng Tàu nó đưa ra là tên là Trần Canh nè. Trần Canh là vị tướng cũng nổi tiếng, mình biết đó. Rồi Vĩ Quốc Thanh nè, rồi Lã Quý Ba nè, ba vị tướng như vậy.
ba vị tướng để mà thực hiện cái cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ. Chứ ngoài ra, thí dụ mà Hồ Chí Minh làm sao mà Nguyễn Ái Quốc làm sao mà thành lập được được một cái chính phủ, rồi có quân đội, rồi có trả tiền lương rồi này nọ, nó lớn vô cùng lắm, chứ nó không phải dễ dàng như mình nghĩ đâu. Thành ra tất cả nhờ cái sự giúp đỡ của người Tàu mới là cướp chính quyền được, rồi mới đánh thắng trận Điện Biên Phủ được. Là trong đó là có người dân của mình tiếp tay tiếp sức để mà thắng trận Điện Biên Phủ, chứ mình nói Tàu không thì nó cũng không đúng. Nhưng mà Tàu nói là nó cung cấp gọi là súng ống đạn dược, nhưng mà nó là chỉ huy nó chỉ huy cái cuộc chiến thắng như vậy. Chiến thắng xong rồi không tưởng Pháp là chia đất nước ra làm hai, chia đất nước làm hai rồi tôi nhớ thời đốt cả giải Trường Sơn cũng phải chiếm cho miền Nam cho bằng được, đốt cả giải Trường Sơn để chiếm miền Nam cho bằng được, ghê gớm. Hồ Chí Minh trong khi tất cả các nước khác họ đều có chia đôi hết, nhưng mà họ không chiến tranh với nhau, đúng không? Nam Hàn Bắc Hàn nó có đánh nhau chút xíu rồi nó cũng hai bên đều lo gì kinh tế, mỗi bên lo nghiệp, người ta đâu có đánh nhau. Trung Hoa lục địa với Thái Quan cũng không có đánh nhau, đúng không ta? Rồi Đông Đức Tây Đức người ta cũng không đánh nhau, tại vì cái dân tộc người ta biết đánh nhau là đổ máu, người ta thương nhau. Chào Ruskin, người ta thương nhau. Còn mình nó chủ trương mình chiếm, mình đốt cả giải Trường Sơn để mình xâm chiếm miền Nam như vậy đó, thì mình quá tàn ác với cái dân tộc này rồi. Mình không phải là người Việt Nam, người Việt Nam không có hại người Việt Nam như vậy. Thành ra người miền Nam này nó không có bao giờ chủ trương rồi là đi qua ngày vĩ tuyến 17 để mà đánh người miền Bắc, không có như vậy. Thành ra bữa nay đó TV kể cho hết tất cả những cái bằng chứng để là Hồ Chí Minh là một người gián điệp Tàu, và thật sự như vậy, tại vì nó quá có nhiều bằng chứng đi, nó không thể tưởng tượng được cái bằng chứng mà theo mà TV nghĩ đó là nó trên 30 cái bằng chứng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Bởi vì sau này đó, chính Tàu nó cũng đưa ra cái hình ảnh một người tên là Hồ Quang. Chúng ta nhớ là Hồ Quang. Hồ Quang gọi là, Tàu nó gọi là Bát Lộ Quân, mang là thiếu tá, cấp bậc là thiếu tá là Hồ Quang. Và hình ảnh nó chụp cái mặt gọi là Hồ Chí Minh đó là một thiếu tá Hồ Quang, là đã làm việc cho quân đội của Tàu rồi. Thì quân đội Tàu mà bây giờ làm về chủ tịch nước của Việt Nam thì là một tên gián điệp thế. Nó rất là đơn giản, đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là có một cái gọi là tôn kính tôn sùng Hồ Chí Minh mà quá đáng như vậy. Cái đất nước mình đã đau thương, cả dân tộc mình đã đau thương như vậy đó, không hiểu được. Một trong khi một tên mà giết người hàng trăm ngàn người như vậy mà lại mình tôn sùng tôn kính như là dễ sợ luôn. Một tên mà đã nói trí phó địa hào đạo tận gốc chắc tận rễ, nổi một cái câu đó không mà mình cũng thấy rằng là tại sao Hồ Chí Minh đầu tiêu diệt cái trí thức của mình. Rồi Hồ Chí Minh sau khi tiêu diệt xong rồi cái lại là lấy cái khăn mùn xoa ra rồi lau nước mắt rồi nói là tôi không có làm việc đó, mà mấy cái người nhân viên ở dưới điều hành việc đó thì tôi không biết, đúng không? Nó rất là thô bỉ. Bây giờ nói thêm một cái bằng chứng nữa là khi mà Hồ Chí Minh thành lập mà Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930, rồi sau này đổi lên thành Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đó, cũng vào khoảng năm đó thôi, thì
với cái vai trò là người thành lập như vậy, thì những cái người mà tổng bí thư ấy, thì chúng ta thấy có Lê Hồng Phong nè, rồi có Trần Phú nè, mà chúng ta thấy Hồ Chí Minh chưa từng giữ cái chức vụ tổng bí thư. Chúng ta thấy rõ không, trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản thành lập đó, chúng ta thấy Hồ Chí Minh chưa từng giữ cái chức tổng bí thư, là từ năm 1930 lúc đó thành lập cho đến năm 1945 Hồ Chí Minh chưa từng giữ chức vụ tổng bí thư, tại vì ông đã chết rồi, Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi, Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi làm sao mà giữ tổng bí thư được? Nó đơn giản không? Mà sau này đó khi mà Hồ Chí Minh đó mới gọi là cướp chính quyền của Trần Trọng Kim đó, thì Hồ Chí Minh mới lên làm chủ tịch nước, rồi sau này làm tổng bí thư luôn, là đó là sau năm 1945. Đó là một cái điều chúng ta đáng nói được đó, hiểu không? Chính đó, ảnh là người Tàu chết rồi, Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi, nhà tù Hồng Kông rồi, không có cách chi mà. Quá nhiều điều đi, quá nhiều điều để mà nghi vấn rồi, là không phải nghi vấn nữa mà sự thật luôn á. Sự thật là chứng minh là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu, hại cả đất nước này, gọi là tiêu diệt cái đất nước Việt Nam này, tiêu diệt cái tinh thần ái quốc này. Để ngày hôm nay cái đất nước chúng ta biết bao nhiêu cái sự mà tai hại như vậy, mà mình thấy gần như là mọi người đều làm thinh hết trơn rồi. Biết bao nhiêu người làm thinh hết rồi. Họ làm như là vô tư, vô can. Tại vì họ bị đầu độc, ngồi sỏ như vậy. Họ đầu độc, ngồi sỏ là đưa từ hồi nhỏ 2-3 tuổi, rồi đến 4-5 tuổi, rồi đến vào mẫu giáo, rồi đến tiểu học, trung học, lúc nào cũng là tôn sùng Hồ Chí Minh đó. Rồi họ dựa vào cái Hồ Chí Minh nó làm cái tấm bình phong để mà bà che chở cho nhà nước, che chở cho đảng. Từ hồi nhỏ đến lớn mà mình gọi là đầu độc mình như vậy rồi, làm sao mình chịu nổi? Đầu độc báo chí nè, đầu độc TV, radio nè, rồi đầu độc quan trọng nhất là cái loa phường nè. Một vài cái loa nó không biết là bao nhiêu tiếng rồi, là cái đó nó xâm phạm quyền tự do ngôn luận của mình đó chứ. Cái loa là cái xâm phạm quyền tự do của mình đó. Rồi nó làm cho Hồ Chí Minh là một cái tấm bình phong như vậy. Thành ra hãy đụng tới Hồ Chí Minh là tức là đụng tới đảng. Thành ra nó hay dùng chữ bác và đảng, nó đi chung với nhau. Bác và đảng là khi mà mình đụng với đảng, mình chửi đảng á, thì kể như là mình chửi bác rồi. Nó đi chung với nhau, bác và đảng. Thành ra nó đi chung, nó luôn luôn nó đi chung như vậy à. Hãy nói nó là bác và đảng, bác và đảng. Rốt cuộc là người dân mình quen rồi, đâu có dám đụng đến đảng. Đụng đến đảng là đụng đến bác sao? Rồi nó nói đảng là nhà nước, đảng là nhà nước. Nó đài phát thanh, báo chí rồi tất cả nó đều có nên, nó đưa vào trong cái đầu óc mình là đảng là nhà nước, đảng là nhà nước. Nó lặp lại hàng lần như vậy, hàng triệu lần như vậy, giết mình quen luôn. Hãy nói đảng là nhà nước là mình biết rằng là hãy mình đụng đến đây, cái ông nhà nước này là mình đụng đến đảng đó. Mà mình đụng đến đảng là mình đụng đến bác á. Biết rồi là nó không có ai dám nói gì hết. Tha hồ nó muốn làm gì làm.
mới giết người vậy là 200 người, là 60 mấy người ở trong đồn công an. Nó giết mình cũng làm thinh thôi, dân mình cũng làm thinh thôi, không làm gì hết. Bây giờ nó cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn như vậy, mình cũng làm thinh thôi, mình dân mình đâu có nói gì đâu. Chỉ có hỏi ngoại mình lên tiếng đâu, những mà cái ca sĩ yêu ngoại, những người mà ca sĩ của quần chúng, những người mà kịch sĩ của quần chúng đâu, họ mới ngoại tài đâu có ai lên tiếng gì đâu. Họ coi những cái là rất là thường tình, những cái chuyện đó là công an làm đúng nữa. Công an nói thật đó, công an nói là coi như là ông lệnh tự tử như vậy đó. Mà dù có 262 người tự tử chết ở đồn công an đó trong suốt 3 năm, cái đó là tài liệu thật sự của công an đó, tài liệu thật sự của Bộ Công an là có đó là 262 người chết ở Bộ Công an trong suốt 3 năm. Dễ không? Chết ngay đồn công an như vậy đó. Mà tất cả các nghệ sĩ cũng là vô tư, họ làm như vậy, cái đó là chuyện thường tình thôi. Trong khi bên Mỹ này đó, chỉ có anh Mỹ da đen mà bị cảnh sát, bốn anh cảnh sát đánh thôi. Tại vì anh Mỹ này đó, ảnh nhậu rượu rồi ảnh chạy xe, TV nói ông Red Making đó, ảnh chạy xe nhanh quá mà Mỹ nó đuổi, biết bao nhiêu xe cảnh sát nó đuổi sau lưng rồi nó tìm cách đánh bắt anh này, mà anh này chạy liều mạng, chạy biết bao lâu rồi, đến nó hết xe hết xăng rồi nó mới bắt được thôi. Mà khi bắt qua được rồi là ảnh đâu cho Mỹ này xuống rồi, bốn anh Mỹ, bốn lê Mỹ đen xuống rồi đánh anh Mỹ đen. Rốt cuộc đó nó là một cái cuộc bạo động rồi là lớn khủng khiếp ở Los Angeles, đốt cả mấy ngàn nhà Mỹ trắng nó đốt hết, hàng quán của Mỹ trắng nó đốt hết, mấy chục ngàn nhà luôn, đốt tiêu tan hết. Gọi là Mỹ đen nó xuống đường đó, nó nói là kỳ thị rồi đánh cái người của dân của nó, chỉ có một người thôi mà người đó chưa chết mà nó biểu tình như vậy đó. Nó thương cho cái đồng loại của nó, đúng không? Rồi rốt cuộc đó, chính phủ Mỹ đó, tòa án Mỹ đó, nói là cái này là cái lỗi của cảnh sát, là cái cơ quan cảnh sát đó phải bồi thường cho tới anh Mỹ đen, bồi thường cho anh Rodney King là 5-6 triệu đô la gì đó. Rồi cái câu chuyện nó mới yên đó, Rodney King đó. Còn bà rồi cắt cổ anh Nguyễn Hồng Tấn, đồng bào ta gọi là thản nhiên rồi. Thản nhiên không, coi như không có việc gì hết. Các anh em nghệ sĩ thản nhiên vô tư rồi. Mà không phải là anh Nguyễn Hồng Tấn không, mà 200 mấy chục người trong đồn công an chết như vậy, chết tức tử. Toàn là nói là chết vì tự tử không à. Đó, đất nước ta tình trạng như vậy, đau thương lắm quý anh chị em ơi. Hiểu không nổi. Ngày hôm nay là coi như là TV nói rồi là gần như là trọn bộ rồi đó. Trọn bộ về Hồ Chí Minh. Quý anh chị em cứ có thể là comment vô trong cái bài nói chuyện này. TV hứa sẵn sàng là trả lời hết. Tất cả đều là có tài liệu hết á, chứ không phải là tự mình nói được đâu. TV hứa sẵn sàng trả lời quý anh chị em ha. Bây giờ cũng là 1:19 rồi, TV xin dừng buổi nói chuyện hôm nay nha. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe ha. Và TV xin chào ạ.